là Võ Linh Phụng, năm nay 63 tuổi, em hiện ngụ ở Luxembourg. Hôm nay em đi đến đây nước Pháp để học cái chương trình của thầy Dương Quang Châu gì đó. Hồi 3 năm về trước em bị bệnh á, mà em gặp được thầy Anh Thái trên cái mạng internet đó, thế em gọi điện thoại qua cho ảnh. Thì trong lúc đó thì em rất là bị bệnh, thì ảnh cứ nói lại nhại gì đó, em rất là bực mình. Em nói không phải bực mình nhưng mà em quá bệnh rồi, em nói thôi anh ơi, anh đừng có nói lại nhại nữa, anh để cho em đi nằm đi, chứ bây giờ em quá nhức đầu. Bây giờ anh nói gì em chả hiểu, mà em cũng không có muốn nghe nữa đâu, bây giờ em quá nhức rồi, bây giờ em phải đi nằm, đi nằm. Cái ảnh mới nói thôi bây giờ kiếm chỗ nằm đi, rồi rồi để cái equator trong cái lỗ tai đó, rồi anh chỉ cho em cho em cái cách em bấm. Thì em cũng rất là bệnh đó, nhưng thôi mình cũng làm theo. Khi mà anh chị em phải bấm số 1, ở đây số 2, ở đây số 3, số 4, rồi số này, rồi bấm cái ngón tay, bấm ngón cái gì tùm lum hết. Khi em bấm xong thì em thấy tự nhiên người em nó tỉnh lại và rất là cái tim nó đập nhẹ lại. Tim nó đập nhẹ lại và em không có cảm xúc là thở hổn hển nữa. Như là mình thở mạnh quá, mình rất là mệt mà mình không có còn kiểm soát được cái tư tưởng của mình. Cái sau đó thì em thấy em ngồi dậy được và em có cái cảm giác là thoải mái. Xong đó cái em mới nói thôi bây giờ em thấy cái này chắc được á, thôi bây giờ em bị bệnh quá. Thì anh Thái mới nói bây giờ em phải đi gấp, tuần tới nó có khóa học. Thì em bị bệnh, nếu mà em còn chờ thêm một tháng nữa thì quá lâu đi. Em nói thôi em đi, mà em nói bây giờ em phải lái xe từ ở bên Luxembourg qua bên Pháp thì rất là xa. Thì anh cho em mấy cái bài bấm huyệt để cho em đi đường á, em đừng có quá mệt hoặc là em ngủ gật. Nhưng mà em chỉ bấm sơ sơ thôi. Khi đi, em được đến nơi thì em rất là mệt, và nhiều người giúp em đi lên cầu thang. Từ hồi đó là còn học ở nhà anh Thái. Thì hôm đó rất là may mắn, toàn là những cái ông châm cứu. Thì ông cũng đã học cái khóa của anh Thái rồi, và ông giúp cho em bấm xong nuôi. Thì khi lúc học á, thì em ngồi ở đó nhưng mà em chỉ ngủ thôi. Ngủ rồi. Em ngủ, không thể nào mà thầy hay là bạn đánh thức, không thể nào mà mở mắt ra được. Tới khi đó, khi mà ngừng rồi thì người ta mới kéo em vô và người ta bấm huyệt cho em. Người ta nói em bị bệnh nhiều lắm. Và khi mà làm xong xuôi hết rồi thì tự nhiên em thấy người em như là mình có một cái sức lực nào mình không thể diễn tả được á. Rồi em học xong đó là 5:30 mà em còn phải lái xe về tới Luxembourg cũng phải là 11 giờ đêm hay là 12 giờ đêm. Nhưng mà khi mà lái xe về thì không còn buồn ngủ như hồi xưa. Tại vì hồi xưa em đi lái xe từ ở Luxembourg tới nhà, tới dép á, tới đó em phải mất 10 tiếng đồng hồ. Tại vì em cứ ngủ ở trên tay lái, cứ gục ngủ ở trên tay lái và rất là nguy hiểm. Nhiều khi cảnh sát nó đến nó gõ cửa vitrine, nó coi của em có sao không, mà tại sao mà đậu xe ở ngoài lề đường mà gục như vậy. Nhiều lần cảnh sát đã gõ như vậy mà em không hiểu tại sao em phải chạy vô nhanh lắm, rồi chỉ có gục đầu xong, mà nhiều khi gục đầu vô cái càng á, nó cứ pin ngoài, mà em cũng ngủ hồi nào em không hay mà không còn biết gì hết. Người ta phải kêu cảnh sát tới mà gõ cửa để cho lấy cái đầu em ra. Xong rồi khi mà anh Thái anh bấm cái đó về thì tự nhiên người em có sinh lực lại và em làm việc rất là tốt. Rồi cái lúc đó thì anh chưa có cái cục đá. Lúc đó là anh mới học thầy hay sao, nó 3 năm về trước nó chưa có cục đá. Cái anh mới nói rằng anh sẽ đưa cái cục đá qua, và khi mà anh qua được đó thì em mới đi từ Luxembourg em qua em mua 2 cục đá. Nhưng mà lúc đó thì không có học nữa, nhưng mà anh Thái thì anh bấm riêng cho em ở nhà của anh. Thế em lái xe về với 2 cục đá. Thì lúc mấy năm về trước đó, mặt của em bị đồi mồi và em cứ đi bắn laser cho nó mất cái đồi mồi, và em bị cái bệnh ngủ thì ngủ trên xe hơi rất nhiều, mà khi mà về nhà nằm trên giường á, thì lại không ngủ, nó trái cả ngỗng như vậy. Hay là đi làm á, mình đương làm việc thì mình cứ gật đầu ngủ, mà khi mà mình về mình nằm trên giường mình lại không ngủ được. Từ hồi cái anh Thái mua của anh Thái 2 cục đá trường, thì trường ở đây nè,
trường ở đây xong thì em tự nhiên người em ngủ rất khỏe, mà bây giờ thì em biết là em ngủ không còn ngáy nữa, tại vì cái cô em gái em á 3 năm nay bây giờ có ngủ chung lại với em, ông bạn nó nói em uống thuốc gì mà không còn ngáy nữa. Thì em bây giờ em mới biết ra là chắc là chườm cái đó không có ngáy. Nhưng mà bạn của em á nói sao mày hồi sinh, tự mày 63 tuổi mày xức kem gì, hoặc là mày làm cái chi mà mày có ăn uống gì, hay là mày có gì không mà mày có đi sửa spa hay là thẩm mỹ viện gì không. Em nói trời ơi, tiền đâu mà sửa, mà mấy cái đó em cũng không thích nữa. Thì mình mới biết ra tự mình đâu có dò mặt mình đâu, thành ra mình mới biết ra là mình khỏe lại rồi. Vừa rồi đó thì cái tay của em nó có cái cục gân ở đây, chắc ai cũng thấy nó nổi lên, mà sao bây giờ em dòm lại, ủa cái gân nó cũng còn, nhưng mà nó không có như cục đũa, như con giun đó, nó kêu là con giun đó. Thì bây giờ em nói ủa, mà nó thấy có cái lỗ này nè, nó thấy nó có cái lỗ như cái đường gân, nó có cái rãnh vô, nó kêu là cái rãnh rồi đó. Hồi trước thì nó nhơ lên như con đũa, bây giờ thì nó như cái rãnh vậy. Thế em ấy hồi nãy đi ăn chung mới nói ủa sao như cái đó mình thấy nó cũng cái gân mình nó vậy. Dạ, nhưng mà em thấy cái sức nóng á ở trên đầu á, mà hồi xưa em lái xe đó thì thí dụ em muốn quay thì em phải quay người em luôn. Dạ, thí dụ em muốn quay cũng quay luôn, nhưng mà bây giờ thì như vậy được rồi. Dạ, em có thể làm thầy kéo lỗ tai. Khi mà thầy kéo lỗ tai thì nó kêu cắt rắc rắc, mà em rất là đau lòng, tại vì em sợ cái lỗ tai em nó đi luôn, tại nó kêu rắc rắc. Nhưng mà em không dám nói, tại vì em sợ nhỡ thầy có làm mạnh quá cái lỗ tai em đi luôn rồi rất là đau khổ. Nhưng mà từ lúc cái mồ hôi của em á nó toát ra ở trên đầu, cái mồ hôi nó làm em không thể hiểu được cái mồ hôi từ ở đâu nó ra, nó rất là nóng, và tới bây giờ cũng còn mồ hôi bắt đầu nó ra ở hai cái gáy này, nó ra làm cho mình thoải mái. Dạ, từ vì hồi xưa tới giờ em đi đâu cũng phải có một cái khăn tròn cũng là đây, không thôi em sẽ như là nó bị như mình nói là bị cô ly. Dạ, nó bị như cái đó. Bây giờ thì em thấy nó không còn như là mình bẻ tới đây nó đỡ rồi, nó không có đau nữa. Thành ra em rất là cảm ơn là mình không ngờ nó nhanh như vậy. Vậy đó, còn hồi xưa thì bác sĩ nói ôi bà 62 tuổi rồi thì cái vấn đề xương cốt nó cứng á, cứng cổ cứng gì là bình thường, thành ra đừng có nên quan tâm đến. Rồi có gân ở đây nổi ra thì bình thường, tại vì tụi Tây á nó nổi rất nhiều, như đối với Việt Nam như vậy là bình thường. Mấy em thấy bây giờ nó mất tiêu, hồi trước em có cái gân ở đây nó bây giờ hôm nay không thấy đâu hết. Em không thấy đâu hết. Mà lúc mà em có chơi guitar, khi em chơi xong á thì cái tay bên này nó liệt, em phải vẫy như vậy nè, phải vẫy như vậy một hồi để nó lấy lại cái sức mấy cái tay mình nó không có đi được nữa. Nhưng mà khi mình đánh guitar thì mình thấy cái ngón tay, dạ. Nhưng mà hồi đó em phải vẫy như vậy thì mấy bạn nó nói mày đương chơi mà sao mày vẫy, cho nó không vẫy là không đi được cái phím đàn. Xong thấy em, nhưng mà hôm nay thì lại cái gân này nó đi đâu mất tiêu rồi thầy. Cái gân này ngang đây không thấy nữa, đi đâu rồi không thấy, cứ ngồi ngó hoài. Nhờ ai bấm vậy? Dạ, đây là vị ân nhân, vì cái gân này nổi lên không có đẹp. Dạ, cái gân này yêu đời quá. Rồi, xin chân trọng pháo tay. Rồi, cứ đứng lên, ngồi xuống. Dạ, ok. Nhìn qua đây. Dạ. Rồi, ngồi xuống. Đó, dạ, tốt. À, rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093
0905506550. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.